Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ thì đầu tuần các bạn cũng đã biết là công ty thường rất là bận cho nên cho tới bây giờ đó gần như là 9 giờ tối thôi mới có thời gian để mà làm video chia sẻ với các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 5. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ ba là ngày 10 tháng 5 rồi và các bạn thấy man oh man hôm nay là một ngày mà thị trường tơi tả luôn đó các bạn. Các bạn đã thấy được là giá BTC Hôm nay đây đi xuống liên tục luôn tới cái mức thấp ngày hôm nay đó là chỉ có khoảng chừng là 29.700 đô. Trước khi mà chúng ta thấy là giá trong vòng vài tiếng hôm hồ qua cũng đã giữ được cái mức là khoảng 30.000 đô. Cứ nói được là hôm nay là một ngày mà rất là tơi tả trên thị trường. Và các bạn có thể thấy được là cả thị crypto đó, một màu đỏ rất là đậm. Chúng ta thấy là BTC xuống, Ethereum xuống, Solana xuống, Polkadot xuống, vân vân Và chúng ta có thể nhìn những năm lớn đó, thì các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay trong vòng 24 giờ đã xuống 8,6%. Ethereum đó thì xuống 6,1%, BNB xuống tới 11%, XRP đó thì xuống 10,09%, Solana thì xuống 13,9%, Cardano thì xuống 15,5%, Dogecoin xuống 11% và đặc biệt USD đó đồng ổn định của Terra xuống tới 25% ngày hôm nay và chúng ta có thể thấy được đồng Terra hôm nay đây trong một ngày thôi đã xuống tới 52,8% và tại sao mà thị trường hôm nay lại đỏ như vậy đó thì có hai yếu tố thường muốn chia sẻ với các bạn yếu tố đầu tiên như nhiều bạn cũng đã biết rồi đó chính là liên quan đến cái sự lo sợ về khủng hoảng tài chính hiện bây giờ chúng ta thấy được là đây là tiếp tục là câu chuyện chúng ta cần phải quan tâm đến và yếu tố thứ nhì đó chính là liên quan đến Terra và thường cũng có một số những cái thông tin nổi bật thường muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta hãy nói tới cái yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thứ nhất đó chính là liên quan đến thị trường tài chính nói chung thì chúng ta có thể nhìn vào những chỉ số chứng khoán hôm nay các bạn thấy được hôm nay đó lại là một ngày to màu đỏ các bạn đã nhớ đó là tuần vừa rồi thứ năm chứng không Hoa Kỳ xuống rất là mạnh do thứ sáu đó lại xuống thêm nữa bây giờ lại xuống thêm nữa các bạn thấy được kết thúc ngày hôm nay đó những chỉ số lớn như là chỉ số Dow Jones xuống gần như 2% mất 653 điểm chỉ số S&P 500 xuống 3,2% mất 132 điểm và chỉ số Nasdaq đó xuống 4,29% đây là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ đó mất đi 521 điểm Các bạn thấy được là những chỉ số này đó Mất cái phần trăm này đối với nhiều bạn Có thể cảm thấy là cũng không phải là nhiều lắm Trong thị trường crypto Nhưng mà thật ra khi mà các bạn so sánh với thị trường chứng khoán Những chỉ số lớn đó Thì một ngày mà mất đi trăm Là con số rất là lớn luôn Và các bạn thấy được hiện bây giờ đó Pre-market thì đỡ một chút Xanh lại nhẹ một chút nhưng mà đây là chỉ số hợp đồng tương lai mà thôi sáng mai mở cửa chúng ta mới biết được những chỉ số thật sự nó sẽ ra sao nhưng mà bây giờ ít ra đó thì chỉ số futures các bạn thấy được là Dow futures sẽ tăng 0,39%, S&P futures sẽ tăng 0,51% và Nasdaq futures đó thì tăng 0,85% và chúng ta có thể thấy được đó là chứng khoán đó chúng ta nói tới chỉ số S&P 500 đã rớt xuống cái mức thấp nhất trong giờ một năm qua rồi các bạn thấy được là cái chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đó đã rất mạnh cơ nào trong dòng thời gian là dài tuần qua và khi mình thường mới vừa chia sẻ một số những cái chỉ số mới đây đây các bạn thấy được là cũng không phải là xuống nhiều lắm nhưng mà thật ra khi mà các bạn nhìn vào một số những công ty lớn đó các bạn mới thật sự thấy được là xuống mạnh như thế nào chúng ta có thể thấy được những cái công ty lớn lên sàn chứng khoán của năm vừa rồi đó là rớt rất nhiều luôn chúng ta thấy là những cái công ty như là Coinbase, Robinhood, Rivian, UiPath, Makita và Toast tất cả những công ty này đã từ năm ngoái tới năm nay đã rớt hơn 65% rồi. Các bạn có thể thấy được là những công ty khác đó như là Robinhood Rivian và Unipath thì xuống còn hơn 70% nữa Chúng ta nói tới những công ty công nghệ lớn hơn đi như là chúng ta nói tới à, những công ty công nghệ như là Microsoft đó, thì các bạn thấy được là trong vòng 3 ngày thôi thì Microsoft đó đã mất đi 189 tỷ đô la vốn hóa tương tự Tesla ra trong vòng 3 ngày thôi đã mất đi gần như là 200 tỷ đô la vốn hóa tại vì cổ phiếu đi xuống. Amazon thì mất 173 tỷ đô la vốn hóa. Alphabet như là công ty Google đó thì mất đi 123 tỷ đô la vốn hóa. Còn Nvidia ra thì mất 85 tỷ và các bạn thấy được là Facebook hay là bây giờ là Meta Platforms thì mất đi tới 70 tỷ đô la vốn hóa trong vòng chỉ có 3 ngày thôi các bạn thấy được là trong vòng 3 ngày những công ty công nghệ lớn này đã mất đi tổng số vốn hóa đó là hơn 1.000 tỷ đô la rồi. Các bạn thấy được là cái số lượng vốn hóa mất đi đã còn nhiều hơn cả vốn hóa của BTC hiện tại nữa. Còn so sánh với lại crypto ra sao thì các bạn thấy được là chúng ta so sánh crypto đó thì trong vòng 3 ngày vừa qua cả thị trường crypto giảm 234 tỷ. Riêng Bitcoin đó thì giảm 106 tỷ đô la trong vòng chỉ có 3 ngày mà thôi và mức hiện tại đó là 30.734 thì chúng ta có thể nhìn vào cái mức cao là tháng chúng ta có thể lui trở về cái mức cao. Đó chính là tháng 11 khi mà giá BTC đạt được là 69.000 đô đó thì từ cái mức 69.000 đô xuống tới cái thời điểm bây giờ đó là các bạn thấy giá BTC đã mất hơn 55,5% hiện tại rồi. Những công ty cổ phiếu lớn đó thì các bạn thấy được trong vòng một năm có thể mất đi hơn tới 70% lận. Nói chung là tình hình thị trường bây giờ các bạn thấy được hôm nay là một ngày đó rất nhiều cái sự lo sợ. Lo sợ đến cỡ nào các bạn thấy là chúng ta chỉ nhìn riêng CNN đó, thì chúng ta thấy được là chỉ số chứng khoán bây giờ đó tham lam và sợ hãi đã mất là con số là 20 có nghĩa là chúng ta đã nằm trong cái vùng là cực kỳ sợ hãi rồi và cũng tương tự chúng ta nhìn vào cái chỉ số của Bitcoin đó thì các bạn thấy được chỉ số thao nằm mà sợ hãi đã nằm trong cái mức là con số 10 cực kỳ thấp luôn, có nghĩa là cực kỳ sợ hãi. Con số 10 này đây để các bạn nhìn vào lịch sử để các bạn hiểu rõ hơn khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử trong vòng một năm qua đi. Thì trong vòng một năm qua đó không có mấy đợt chúng ta nằm ở con số 10 này đâu. Các bạn thấy được là cái đợt cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy chỉ số ở mức là con số 10, 11 này đó là khoảng chừng là tháng 1 của năm 2022. Chứ cho nữa là tháng 7 của năm 2021 Và cũng có một số bạn nói là cái tình hình bây giờ đó cũng liên tưởng đến tình hình của năm 2021 Lúc đó giá BTC đó cũng cỡ như là bây giờ Hay là chúng ta có thể nhìn vào tình hình của năm 2020 khi mà dịch bệnh mới gì xảy ra đó Lúc đó thì lại giống hơn Tại vì lúc đó khi mà tình hình dịch bệnh xảy ra đó thì các bạn thấy được là tất cả những cái thị trường như là chứng khoán Hoa Kỳ Chúng ta nói tới à, vàng chúng ta nói tới Bitcoin, crypto, tất cả đó đều là một màu đỏ hết Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay thời điểm bây giờ đó Những nhà đầu tư họ chỉ muốn lưu trữ tiền mặt mà thôi Và họ đang lo sợ một điều Đó chính là điều gì? Đó chính là khủng hoảng tài chính Cho nên những nhà đầu tư bây giờ họ lo sợ khủng hoảng tài chính Họ chỉ muốn lưu trữ tiền mặt Đó chính là cái tình hình mà chúng ta đang nhìn thấy bán tháo hiện bây giờ Tương tự như là lúc mà dịch bệnh xảy ra năm 2020 Tại vì họ không biết được là những ngày tháng tới đây đó sẽ ra sao Cho nên họ thả thủ tiền mặt do đó chúng ta thấy được là thường thường đó, khi mà chúng ta thấy là không phải là lo sợ khủng hoảng đó thì khi mà tiền rời khỏi crypto đi có thể chúng ta thấy tiền đẩy vào trong chứng khoán hoặc là ngược lại hay là những người nào mà lo sợ không muốn chấp nhận nguy hiểm cao đó thì có thể thấy được là họ bán uh, chứng khoán hay là họ bán crypto sau đó họ đẩy vào trong uh, thị trường bonds nghĩa là thị trường trái phiếu hay là vàng nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là những thị trường này bây giờ đó đồng loạt là đi xuống cùng một nhịp như là những nhà đầu tư bây giờ họ đang lo sợ như bạn hỏi thường nên là chúng ta có phải thực sự là bước vào mùa đông crypto hay là không tôi nghĩ là câu hỏi bây giờ không phải là mùa đông crypto mà câu hỏi bây giờ đó là chúng ta có phải bước vào khủng hoảng tài chính hay là không tuy là chúng ta chưa có chính thức nghe thông báo khủng hoảng tài chính nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là cái định nghĩa khủng hoảng tài chính đó, là chúng ta phải có hai cái quý À chúng ta tính theo cái tổng sản lượng thu nhập GDP đó là hai quý đi xuống liên tục thì mới gọi là khủng hoảng tài chính. Nhưng mà các bạn thấy được là đừng nói tới là hai quý liên tục. Khi mà chúng ta thấy hai quý xảy ra liên tục đó thì đã 6 tháng rồi. Cho nên khi mà chính phủ Hoa Kỳ thông báo chính thức đó là đã đi vào khủng hoảng tài chính thì chúng ta đã đi 2/3 chặng đường hay là gần hết chặng đường rồi. Như bạn có nhớ thường chia sẻ đó là cái thời điểm năm 2008 tám khủng hoảng lúc đó thời điểm mà chính phủ thông báo chính thức là chúng ta đang nằm trong khuôn quan tài chính là tháng 12 của năm 2008 mà sau đó đó 3 tháng tôi nghĩa là tháng 3 năm 2009 thì thị trường đã chuyển sắc và có sự tăng trưởng trở lại rồi cho nên khi mà các bạn nghe thông báo chính thức đó đã quá trễ các bạn có thể hiểu được là hai cái chu kỳ liên tục GDP đi xuống đó thì nhiều khi nó không xảy ra liên tục mà chúng ta thấy được chúng ta có thể có một chu kỳ đi xuống giống như là quý một mới đây nhưng mà quý hai này có thể là tăng một chút nhưng mà cũng đủ để cho không coi là khủng hoảng tài chính rồi cái quý ba lại xuống mạnh hơn nữa rồi quý bốn nó lại có thể là tăng trưởng nhẹ là một chút hoặc phụ một chút rồi quý năm lại đi xuống nữa các bạn thấy được là chúng ta có thể đi xuống khá là nhiều trước khi mà có hai cái chu kỳ liên tục có GDP đi xuống gọi là khủng hoảng tài chính nhưng mà cho dù các bạn nghĩ sao đi nữa đó đã có khung quan tài chính hay là chưa có khung quan tài chính thì ngay cái thời điểm bây giờ tôi có thể chia sẻ với các bạn là thứ nhất, nói về khung quan tài chính á, thì chúng ta phải thấy phần trăm thất nghiệp tăng cao bây giờ vẫn chưa có xảy ra. Đó không có nghĩa là sẽ không xảy ra nhưng mà hiện bây giờ vẫn chưa có xảy ra. Đâu có nhiều người thất nghiệp hiện bây giờ ở Hoa Kỳ đâu. Nhưng mà thứ nhì đó là cho dù điều đó chưa xảy ra chúng ta vẫn thấy được là những trader bây giờ đó là họ phản ứng giống như là đã có khủng hoảng tài chính rồi có nghĩa là họ không muốn chờ nữa họ đang có cái sự lo sợ cho nên họ mới có cái hiện tượng là bán tài sản và lưu trữ tiền mặt hiện bây giờ và đối với tâm trạng của nhiều người bây giờ đó thì có thể là nhiều bạn liên tưởng đến hôm nay cũng là thứ hai tại Hoa Kỳ thì là ngày Black Monday ngày thứ hai đen của năm 1987, đó chính là ngày 19 tây tháng 10 năm 1987 nhưng mà cho dù là cảm giác mọi người giống như vậy nhưng mà thật ra cũng không phải vậy đâu. Các bạn thấy được là cái ngày hôm đó đó chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ đã xuống 22,6%. Trong vòng chỉ có một ngày thôi, các bạn có tưởng tượng đi Gần đây đó những chỉ số như Dow Jones xuống 5%, 6% một ngày đó là mọi người đã cực kỳ lo sợ rồi Chứ đừng nói tới là trong vòng một ngày Mà chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones xuống tới 22,6% Con số này xuống cực kỳ kinh khủng luôn và cũng vì cái ngày Black Monday này đó, dẫn đến là đã có cái luật gọi là circuit breaker có nghĩa là cái luật cầu giao đó khi mà thị trường rớt quá mạnh trong một khoảng thời gian ngắn đó thì họ sẽ kích hoạt các cầu giao có nghĩa là sẽ ngưng để cho mọi người có cái sự bình tĩnh trở lại trước khi mà mở cửa cho giao dịch kế tiếp thì sẽ không dẫn đến những cái sự kiện như là giảm 22,6% cho chỉ số Dow Jones Nhưng mà đương nhiên những cái luật như là cầu giao điện đó để mà ngắt không cho trading trong một khoảng thời gian để mọi người bình tĩnh trở lại Chỉ áp dụng khi mà cái chỉ số chiến Hoa Kỳ đi xuống một mức nào đó mà thôi không phải áp dụng cho bất cứ một cái chứng khoán riêng lẻ nào cho nên chúng ta mới thấy những cái hiện tượng như là PayPal hay là Netflix các bạn thấy được là đi xuống rất là mạnh trong dòng bài tí đồng hồ 20-30% trong dòng bài tỷ đồng hồ cũng vẫn xảy ra hiện tại nhưng mà nói chung cả một chỉ số đó thì nó đã có những cái luật như cầu giao điện rồi nhưng mà đó là tình hình của Black Monday thì một số người nói là và chúng ta đang chứng kiến Black Monday phiên bản 2.0 hay là không nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái game có tên là Defi Space là một cái Defi gaming trên Solana và là, là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay thay vì đó chỉ là một mô hình NFT thuộc sở hữu của PFP Picture for Proof thì Defi Space đó giới thiệu một phiên bản nâng cấp của P2E có thể sử dụng NFT thông qua các trò chơi và có thể gia tăng tài sản bằng cách staking và nhân giống cũng như là breeding Hàng này đó thì Dream Universe mở ra một thế giới có sự bình đẳng và cơ hội kiếm thu nhập không giới hạn như là một giấc mơ có thật Vì vậy đó chúng tôi gọi những phi hành đoàn và cộng đồng đó là Dreamer, kẻ mộng mơ thì Astrobot được tạo ra bởi Astro Dream Corporation giống như là robot và thú ra đi để tìm kiếm ước mơ và vị trí của mình trên các hành tinh khác nhau. Các Dreamer sẽ làm nông nghiệp, làm nhiệm vụ và nghiên cứu về Dream Universe với Astrobot. Người chơi đó có thể trải nghiệm những giấc mơ, tiền bạc, quyền lực. Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền khổng lồ với Astrobot mà bạn đã sở hữu. Nếu bạn có Astrobot NFT đó, thì trước tiên bạn có thể tham gia DeFi Game sắp tới vào tháng 6 và tháng 7 này. Tổng số NFT đó là 10.000 và 1.000 NFT đầu tiên đã được bán hết. Và 3.000 NFT sẽ ra mắt vào giữa tháng 5 khi mà dàn backer được tiết lộ tất cả những trò chơi đều được phát triển bởi đội ngũ kỳ cựu trong ngành công nghiệp game và blockchain và vì vậy đó hứa hẹn game cũng sẽ giành được sự quan tâm đến thị trường có rất nhiều dự án DeFi nhiều dự án NFT cũng có nhiều game nhưng vẫn chưa có DeFi và Gaming hybrid nào có thể coi như hoàn hảo trên thị trường nhưng bên nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm và tham gia như một dreamer thì có thể tìm hiểu thêm bằng cách bấm vào cái link bên dưới cái video này thông qua phần mô tả trong video và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay DeFi Space và hôm nay đó cũng là một ngày mà chúng ta thấy được là cái khối lượng giao dịch của BTC đó cao hơn là ngay cả cái lúc mà giá cả đi xuống mạnh của ngày 19 tháng 5 năm 2021. Thời điểm đó các bạn có đang nhớ là giá đi từ là 63.000 xuống từ từ xuống lúc đó còn khoảng là 30.000 đô rồi sau đó đó các bạn thấy được là đi hàng ngang một thời gian, có nhiều khi xuống dưới 30.000 xuống còn 29.000 rồi lại học phục trở lại. Rồi sau đó chúng ta thấy là giá cả lại tăng trưởng mạnh trở lên và lập đỉnh mới hồi tháng 11 mới đây là 69.000 đô và đương nhiên lúc đó mọi người cái sự lo sợ đó cũng tương tự như bây giờ và thường cảm thấy là lúc đó đó cái sự lo sợ đó còn nhiều hơn nữa tại vì lúc đó có nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ mới hơn là bây giờ nhưng mà dù sao chúng ta thấy được là hôm nay là một ngày mà có cái khối lượng giao dịch còn nhiều hơn là ngày 19 tháng 5 năm 2021 và hôm nay cũng là một ngày chúng ta lại chứng kiến rất là nhiều những cái lệnh bị thanh lý các bạn đã thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó đã có 1,05 tỷ đô la bị thanh lý dựa theo con class và các bạn thấy được là con số này đại diện cho 277.855 trader bị thanh lý ngày hôm nay một con số rất là cao các bạn thấy là thường đó là con số này mà ở mức là 1 tỷ trong vòng 24 giờ đã, đã cao rồi nhưng mà thật ra phần lớn đó, cái sự thanh lý diễn ra trong vòng 12 giờ qua 777 tỷ lệnh bị thanh lý và đương nhiên đây là lệnh của tất cả Các bạn thấy được là những đồng các bạn nhìn thấy trên màn hình Đến từ những sàn lớn như là chúng ta thấy là Binance, OKX, FTX, Bybit, Bitfinex, Deribit, Huobi và Bitmax Và đương nhiên các bạn thấy được là phần lớn những lệnh bị thanh lý là lệnh nào Đó chính là lệnh long Các bạn thấy được là rất nhiều cái đường màu xanh lá cây trên màn hình Nghĩa là nhiều lệnh long bị thanh lý hôm nay Nhưng mà cho dù là có nhiều lệnh long bị thanh lý như vậy đó Chỉ đáng tiếc là chúng ta vẫn không thấy cái sự dịu lại của cái chỉ số lệnh đòn 7 ở trên crypto coin các bạn thấy là cũng có dấu hiệu đi xuống hôm nay khi mình zoom vào các bạn vẫn thấy đây là dấu hiệu là những lệnh bị thanh lý đã không còn nữa nhưng mà các bạn thấy được thật ra cái số lệnh đòn bảy đó vẫn tiếp tục ở cái mức cao và một trong những cái lý do dẫn đến là giá cả xuống rồi lại xuống mạnh, rồi lại xuống mạnh nữa đó đó chính là tại vì chúng ta có quá nhiều lệnh đòn bảy khi mà mọi người quản loạn đó có thể là một số người ở trên phố Wall họ lo sợ, họ bán bitcoin của mình đi trên những cái sàn giao dịch thì khi mà họ bán đương nhiên là giá sẽ đi xuống nhưng mà khi mà giá đi xuống đột ngột như vậy đó dẫn đến nhiều cái lệnh long bị thanh lý và dẫn đến những lệnh đó bị thanh lý như là tiếp tục có BTC bán dẫn đến là có BTC bán dẫn đến giá đi xuống thêm dẫn đến là nhiều lệnh bị thanh lý hơn nữa cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng đi xuống rất là mạnh như thế này và hiện bây giờ đó cái sự lo sợ là bao trùm cả thị trường tài chính luôn và chúng ta cũng đang thấy đó là tâm lý thị trường thì bây giờ của nói riêng cộng đồng thuần capital ra sao thì chúng ta có thể nhìn vào cái bài bỏ phiếu thường chia sẻ đó lần này thì thường chia sẻ về bỏ phiếu trực tiếp ở trên Twitter hay là ở trên Telegram thường nên thường làm một cái link ở trên trang web thuần capital com tại vì để cho tất cả các bạn đều có thể bấm vào để mà tham gia chứ còn nếu như mà một cái bài bỏ phiếu chỉ riêng ở trên Twitter hay là Telegram thì những mà nào mà theo dõi Twitter hay là Telegram mới thấy mà thôi nhưng mà thật ra thường lại cảm thấy được là các bạn có cái sự bỏ phiếu nhiều hơn các bạn thấy là đã có 1.383 bàn bỏ phiếu và chúng ta đã thấy được là câu hỏi đó giá thấp nhất một năm trước của BTC là 28.800 ngày 22 tháng 6 năm 2021 kỳ này các bạn nghĩ đó là giá thấp sẽ cao hơn thấp hơn hay là cũng cỡ đó và các bạn thấy được là 1411 bạn bỏ phiếu rất là rõ ràng là 53,5% các bạn nghĩ là chúng ta có thể có khả năng thấy cái mức giá đi xuống thấp hơn có như là xuống thấp hơn là 28.800 đô còn lại đó các bạn thấy được là hầu như phân nửa còn lại là 23% nghĩ là giá có thể là kết thúc cái đợt đi xuống này cao hơn là 28.800 còn phần còn lại là 23,5% là nghĩ là cũng sẽ cỡ đó giá có thể xuống cỡ chừng 28.800 rồi sẽ không xuống nữa đây là cái sự bỏ phiếu ở trên Twitter còn về trên Telegram đó thì có nhiều bạn bỏ phiếu hơn Các bạn thấy được Telegram thì có tới 3.664 bạn bỏ phiếu Thì cũng câu hỏi tương tự đó Telegram thì cũng có cái sự tương tự như là Twitter 60% nghĩ là cái mức thấp của đợt này đó sẽ thấp hơn cả tháng 6 năm 2021 Nghĩa là xuống dưới 28.800 Các bạn thấy được là 21% nghĩ là cũng cỡ mức đó 28.800 còn lại 19% nghĩ là kết thúc đi xuống với cái mức cao hơn đó là cái tâm lý của những bạn mà theo dõi thuận capital hiện bây giờ các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới thuận nghĩ sao thì bạn cũng đã biết rồi thuận thì thật ra vẫn tiếp tục chung mình giá mà thôi và thuận chỉ quan tâm đến là tương lai giá cả ra sao và việc mà thuận tiếp tục chung mình giá và thuận có suy nghĩ gì về tình hình hiện bây giờ đó thuận đã chia sẻ rất là nhiều trong cái video ngày hôm qua và video trước đó nữa cho nên gần đây thuận đã làm ít nhất là bốn cái video chia sẻ về cảm nghĩ của thuận và Tại vì sao đó mà những lúc tình hình như thế này đó Thuận cũng không có cái sự quản lo nhiều hay là lo lắng nhiều Tại vì trên căn bản đó lúc nào các bạn cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị Và các bạn cũng biết là chiến lược đầu tư dài hạn trung bình giá Thuận đã chia sẻ với các bạn nhiều năm nay rồi Và chúng ta đã từng thấy những cái mức còn thấp hơn thế này nữa Thì đối với Thuận đó lúc nào cũng có sự chuẩn bị là DCA dài hạn cho nên Thuận thì cứ tiếp tục chung bình giá mà thôi và suy nghĩ của Thuận về tương lai của BDC ra sao Thuận đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây rồi ngày hôm qua và những cái video thường chia sẻ những ngày trước đó cho nên Thuận sẽ không có lặp lại trong cái video này nhưng mà một điều khác đó là ngày hôm nay thường cũng đã dành thêm một số phần thu nhập của Thuận để mà trung bình giá thêm trong thị trường chứng khoán không qua cái quỹ 401k à, đương nhiên Thuận cảm thấy là chứng khoán bây giờ đó thì cũng là một cái mức mình thường cũng cảm thấy là hấp dẫn đối với bản thân của thuận cho nên thuận muốn tăng tốc cái phần trăm trung bình giá hơn đó là một trong những cái tài khoản trung bình giá cũng là nhiều năm rồi thông qua cái quỹ 401k như là cái quỹ về hưu thì các bạn thấy đó là đương nhiên giá của btc có xuống nữa hay là không hay là giá chứng khoán có tiếp tục xuống thấp hơn hay không thì đương nhiên là hoàn toàn có thể hay là có thể là không xuống nữa từ đây họ phục lại cũng hoàn toàn có thể vấn đề là không ai có thể biết được trong thời gian ngắn này giá cả sẽ vẫn ra sao Thường chỉ nghĩ đến thời gian dài hạn mà thôi và hoàn toàn có sự chuẩn bị là trung bình giá với những mức còn thấp hơn thế này nữa và đương nhiên đối với tình hình bây giờ đó thì có một trong những người rất là sôi động ở trên Twitter đó chính là Peter hôm nay đó Peter đã lên tiếng nói là Bitcoin đã xuống dưới 30.000 đô thì coi như là Bitcoin được chấm dứt một lần nữa Peter cũng đã đưa ra một cái lời phát biểu là Bitcoin cũng đã xong rồi và đây là cái lời phát biểu cũng đã có từ năm 2013 từ khi Bitcoin chỉ có 10 đô la mà thôi Nhưng mà điều mà mọi người đó quan tâm hơn Đó chính là Fed sẽ làm gì Các bạn thấy được là cái sự lo lắng hoảng loạn Thì bây giờ trên thị tài chính Chỉ có thể hiểu đơn giản Đó chính là mọi người lo sợ khủng hoảng tài chính và khủng hoảng chính này đó mọi người lo sợ là xảy ra tại vì Fed cứ tăng lãi suất hoài thì đây là một trong những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không có biết câu trả lời đâu đó chính là cái phần trăm lạm phát đó của Hoa Kỳ sẽ tăng tới mức nào các bạn thấy được là rất rõ ràng là phần trăm lạm phát đã tăng từ tháng 5 năm 2020 đó lúc đó chúng ta thấy là chỉ có là 0.1% mà thôi và bây giờ đó đã lên tới cái mức cao mà chúng ta thấy hồi tháng 3 là 8,5% lạm phát và Fed cũng đã nói rất rõ ràng đó nghĩa là cục dự trữ mang của Hoa Kỳ chưa Power John Powell cũng đã nói là sẽ không ngừng tăng lãi suất cho đến khi nào chúng ta thấy có dấu hiệu là cái đường màu đỏ này đó phần trăm lạm phát có cái dấu hiệu nguội lại chứ nếu không đó thì chúng ta thấy được là cuộc họp tháng tới đây là tháng 6 rồi tháng tới nữa là tháng 7 đó hai cuộc họp đó chúng ta nên chuẩn bị tâm lý là tăng thêm 0,5% và thêm 0,5% nữa có nghĩa là chúng ta sẽ đẩy cái phần trăm lãi suất của Fed lên tới 2% trong thời gian chỉ có vài tháng mà thôi thì đương nhiên đây làm cho nhiều nhà đầu tư lo sợ là đẩy cái phần trăm lãi suất nâng cao nhanh như vậy ra sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính nhưng mà có một điều đó là gần đây Fed cũng tổ chức một cuộc bỏ phiếu cho những người tiêu dùng đó thì cuộc bỏ phiếu này để xem coi là họ có cái ý nghĩ là lạm phát năm sau sẽ ra sao thì cái cuộc bỏ phiếu này đã cho thấy được là những người tiêu dùng thì lạc quan hơn họ nghĩ là phần trăm lạm phát trung bình của năm sau là khoảng 6,3% thay vì là 8,5% hiện bây giờ nghĩa là họ hoàn toàn nghĩ là phần trăm lạm phát sẽ nguội lại trong một năm và trong vòng 3 năm đó thì họ nghĩ là phần trăm lạm phát sẽ xuống tới cái mức là chỉ còn có 3,9% mà thôi trong một khoảng phần trăm lạm phát mà có thể chấp nhận được đương nhiên thường thì không có xem nặng quá về những cái thông tin này tại vì các bạn thấy được là đây chỉ là cái suy nghĩ của những người tiêu dùng mà thôi thông qua cuộc bỏ phiếu chứ còn quan trọng hơn hết á, vẫn là cái đường màu đỏ này phần trăm lạm phát khi nào mới nguội lại và chúng ta sẽ biết cái phần trăm lạm phát mới nhất trong tuần này ngày thứ tư như là còn hai ngày nữa tại Hoa Kỳ hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày thứ tư ngày 11 tháng 5 tại Hoa Kỳ đó thì sẽ có cái chỉ số CPI phần trăm lạm phát tiêu dùng và bây giờ đó thì cái ước tính nhiều người hy vọng, cái sự kỳ vọng là nó sẽ ít hơn phần trăm lạm phát một năm đạt khoảng 8,1%. Đây là cái kỳ vọng của nhiều người, cũng như là thấp hơn là cái tình hình của tháng vừa rồi là 8,5%. Thì tháng này họ hy vọng là phần trăm lạm phát 12 tháng là ở mức là 8,1%. Thấp hơn và đó cũng là điều mà chúng ta muốn thấy nếu như ta muốn thấy Fed chậm lại và không tăng lãi suất mạnh nữa. Đương nhiên đó, một tháng duy nhất thấy CPI đi xuống thấp cũng chưa có đủ đâu. Phải nói rất rõ ràng là cần phải thấy một số tài liệu cho thấy được làm phát thực sự đã có cái sự nguội lại chứ không phải là chỉ một tài liệu duy nhất. Thì hy vọng là chúng ta thấy tháng này và tháng sau có cái chỉ số CPI nó đỡ hơn.